Xin chào mọi người, hôm nay mình xong việc sớm nên tranh thủ về nhà phục vụ vợ tí. Nhân lúc bà xã đang tắm, mình sẽ chia sẻ cho anh em bí quyết giữ vững sức bền và tăng cường sức khỏe để làm này làm cho bà xã của mình. Đây là sản phẩm mà mình đang sử dụng ấy, để kéo dài thời gian quan hệ. Mình đã sử dụng sản phẩm này hơn 1 tháng rồi đấy và rất là tốt nên mình chia sẻ cho mọi người. Đây, mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Mọi người chú ý. Đây, đây, đây. Đấy. Đây là X-Marvel. Đấy, một hộp này ấy, là có 12 viên, dạng viên ngậm rất là dễ uống. Mình đã tìm hiểu rất là kỹ trước khi sử dụng sản phẩm này. Sản phẩm này nhập khẩu nguyên liệu từ Mỹ đấy, và sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP. Sản phẩm X-Marvel này ấy, đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng nên rất tốt cho sức khỏe và an toàn. Mấy ông mà mình quen này, ông nào cũng mê em này. Là vừa giúp kích thích này, ham muốn này, tăng cường thời gian quan hệ, là tốt sức khỏe, uống vào cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy sinh lực hơn. Đấy. Đấy, đấy nha. Ngậm một em này 1 đến 4 tiếng. Đấy, 1 đến 4 tiếng. Đấy, sẽ đảm bảo bao anh em là cực kỳ dẻo dai, sung sức, thú thực trước do thói quen uống rượu bia, hút thuốc lá nhiều mà khả năng kinh phí của mình càng ngày càng giảm. Chưa bao giờ mình duy trì quá 5 phút. Vậy mà từ khi lúc sử dụng em này xong, một đêm là mình phải là 2-3 cuốc đấy, mà mỗi cuốc cũng phải 25-30 phút. Thằng nhỏ lúc đấy nó to ra khỏe hơn, mà khỏe hơn thì vợ lại mê đấy. Công nhận mà vợ mà mê thì lại chiều mình hơn đấy, mua quần áo rồi đồ ăn thức uống tầm bổ suốt đấy. Em X mắc vào này là 100% là thành phần là thảo dược quý hiếm nên là có tác dụng rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe, tráng dương, tăng cường sinh lực. Thay vì mất thời gian ngâm ba kích này hay là ăn hàu này thì là một viên này cho nó gọn lẹ. Còn anh em nào muốn tác dụng nhanh chóng thì hãy sử dụng là X mắc bổ mắc, đảm bảo ngậm một phát sướng luôn. Thôi chào mọi người nhé, bà xã mình vào đây rồi nên hẹn gặp lại mọi người sau nhé, bye bye. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.